là Phong Cận TV, đẹp trai những hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy các bạn ơi. Và hôm nay mình làm gì ta? À quên mất, từ nãy giờ mình quên. Hôm nay mình sẽ đi ngủ. Trời sáng giờ chăm mấy con heo này mệt chết bạn ơi, cho nên thôi đi ngủ. Hey, mấy bạn biết sao không? Tại vì dạo này Phong chăm chỉ quá, Phong nuôi mấy con heo mập ú u rồi. Sắp tới là Phong sẽ có thịt heo để làm bánh chưng ăn nè. Phong sẽ có thịt heo để làm bánh chưng ăn nè. Cho nên là giờ Phong phải gọi là đi nghỉ ngơi xíu. Hey, để sắp tới còn ăn bánh chưng nữa chứ đúng không? Hey, ok, ngủ xíu nào nha. Đói bụng quá. Ủa khoan, từ từ. Mấy bạn ơi, mấy bạn có nghe thấy mùi gì không ta? Hình như là mùi thịt nướng mấy bạn ơi. Mình đang nghe mùi thịt nướng. Thơm quá. Ở chỗ nào ta? Đâu để xuống coi coi, hình như có ai đó đang nướng thịt ở dưới đây à. Thịt nướng thơm quá. Ủa đâu ta? Ê cái gì vậy? Ê trời, heo ơi, heo con ơi. Trời tụi mày có sao không heo con? Trời chạy hết trơn rồi. Ủa mày quá, còn một con. Đi ra chỗ khác con. Ê đâu heo. Trời ơi đừng chết ba, dập lửa. Rồi xong luôn rồi, mình cũng bị cháy luôn các bạn ơi. Cái gì vậy trời, tính ra là tôi mới mua bầy heo mới mà chưa kịp gọi là nuôi bọn nó mập hơn nữa là bị nướng mất tiêu rồi. Trời ơi, bầy heo của tôi bây giờ chỉ còn lại còn có mấy miếng thịt heo mấy bạn ơi. Khổ quá. Tại sao vậy? Ai đã giết bầy heo của tôi? Trời ơi. Phong nhìn kìa, tờ đầu sắt anh đang ngủ trên nhà riêng anh thấy nóng đứt cái, anh cúi xuống cái nguyên cái tờ một đạn nó bị cháy rồi, chuẩn bị cháy nguyên cái nhà rồi kìa. Ôi vô dập đi ông nội, còn đứng nó la làng nữa. Chả biết đâu ra ngồi tự thấy mắt đứt, quay xuống thấy nóng cháy hết cái nhà rồi. Alo. Ôi trời ơi, cháy em luôn nè. Ôi trời, mấy bạn ơi, nó cháy mình luôn mấy bạn ơi. Nào trên cho mấy quái đi, trời ơi, có thù có ghét thì nói câu đi, đi đốt nhà ta vậy. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, có chuyện gì vậy? Ở trên đây có bị cháy không? Trời ơi mấy bạn ơi, chưa cháy, nó cháy chắc lấy giờ anh thành con vịt quay luôn rồi. Trời ơi bạn ơi, sao tự nhiên nhà mình hết bầy heo của mình bị cháy, xong bây giờ đến lượt nhà của anh vịt bị cháy bạn ơi. Ủa anh vịt, có khi nào bầy heo của em chết là do nhà vịt bị cháy xong lửa nó lan qua không? Mất vậy bây giờ em tính thử coi, nếu như mà nhà anh nó cháy nó nướng qua bầy heo của em á thì cớ gì mà mấy cây ở đây nó vẫn xanh tốt như này? Ừ ha, tính ra nếu vậy thì mấy cây xung quanh cũng phải bị cháy luôn chứ. Ủa mà cây nhau của nhà em nó cháy rồi, nó chạy qua nhà anh nó thành đốt nhà anh không? Tào lao, mấy con heo của em nó bị nhốt trong chuồng mà sao chạy qua nhà anh nó làm cháy nhà anh được. Tào lao. Ê mà khoan em nói dịch nghe nè. Ô trời ơi bạn ơi, có khi nào đúng rồi, có khi nào là dịch gọi là dịch cứu vậy? Trời ơi nhà tôi. Cái gì xem, cái gì xem? Cho dập lửa. Thì sao tôi chưa ăn được miếng cơm luôn? Tôi đi dập lửa không vậy? Trời ơi, con trà sữa của tôi cháy hết sữa rồi. Ủa gì đây, sữa cháy được hả anh? Anh đang lót não mất một lúc để anh hiểu được vấn đề này. Làm cho làm sữa bốc hơi á? Dạ, sữa nó cháy làm sữa bị thiêu, hiểu không? Ok. Trời ơi mấy bạn ơi, sao tự nhiên hôm nay trong làng mình gặp nhiều chuyện xảy ra quá vậy? Hết nhà mình bị cháy, đến nhà dịch bị cháy, xong bây giờ đến nhà xiêm bị cháy luôn. Trời trời. Cái gì vậy? Anh vừa mới đưa con Lu đi bệnh viện ông ơi, không biết nào trên mất dạy. Đem con Lu banh đi, đốt xong vợ rụng chuối hết lông rồi, giờ anh Lu không lông rồi. Trời, cái gì? Trời ơi mấy bạn ơi, con Lu nhà của anh Rô cũng bị người ta đem đi gọi là thiêu luôn bạn ơi, cũng bị gọi là cháy rụng hết lông luôn, giờ nhập viện luôn rồi. Trời trời, ủa rồi anh nó có sao không, nó có bị gì không? Giờ đó từ Lu mặt hẹo luôn một lần anh Lu chuỗi lông rồi. Trời ơi mọi người có biết gì không, không chỉ là nhà của Rô rồi có con Lu nó bị cháy đâu nha, mà ngay cả nhà của em nè, mấy con heo của em nó cũng bị cháy thành thịt heo luôn. Ê trả đem lại vậy cho thì miếng rồi. Trả đây. Ê thịt heo này là thịt heo của mấy con heo nhà em phải đem đi chôn chứ không ai được ăn hết. Đây nè. Ủa tại vì thịt ngon rồi không ăn để phí vậy trời. Ok, ngoài em ra không ai được ăn hết. Mất dạy. Làm sao có thể gọi là cùng một lúc mà bốn nhà của bố tụi mình lại bị cháy một cách vô lý như vậy được, phải có nguyên nhân chứ, đúng không? Đúng rồi mấy bạn ơi, mấy bạn fan có suy nghĩ giống mình không? Chắc chắn là có một kẻ xấu rồi đó, muốn hãm hại, muốn biến anh dịch thành dịch quay, muốn biến mình thành cá heo quay, muốn biến Siro thành chó quay. Và gì muốn vậy? Biến thôi quay. Quên sói quay, và muốn biến Simi thành gấu quay các bạn ơi, chắc chắn là như vậy rồi. Đúng là một cái kẻ ác độc mà. Thôi bây giờ thế này đi,
Em nghĩ rằng chúng ta cần phải dời lại căn cứ bí mật để xem lại camera, để xem coi trong làng này ai đã đốt nhà anh em chúng ta, hiểu không? Ok, đi. Anh em, tứ trụ siêu nhân, về căn cứ bí mật nào, điều tra tên tội phạm này mới được. Rồi ok, vô căn cứ bí mật đây nào mọi người ơi. Trời ơi. Ok. Hey, xin giới thiệu với những bạn nào mà chưa xem gọi là siêu nhân tứ trụ tập nào mà mới xem tập này, thì xin giới thiệu anh em, đây chính là căn cứ bí mật của siêu nhân tứ trụ mọi người ạ. À, đó, thấy ngầu chưa, thấy đẹp chưa? Ở chỗ này các bạn coi nè, có 4 cái nút vàng luôn đó, nhìn xịn sò chưa. Ok, à mà khoan, chết, từ nãy giờ mình vô để mình làm gì ta quên kêu rồi. À quên, nhớ rồi. Rồi em nói Rô nghe nè, bây giờ Rô lại Rô kiểm tra camera coi, để coi có ai là thủ phạm để đốt nhà của anh em mình. Đi kiểm tra đi Rô. Trời ơi, hôm trước anh có dự cảm không là rồi, anh lắp camera khắp làng rồi, cũng may nha. Ok, kiểm tra đi. Đó, nếu như bạn không biết thì ở trong làng của bọn mình được lắp đặt đầy đủ rất là nhiều camera luôn, bất cứ chỗ nào cũng có camera hết, kể cả toilet của dịch cũng có camera luôn, để phát hiện con có yêu quái trong toilet không. Trời đất ơi, thiếu à. Giỡn xíu mà. Ủa mà Rô có phát hiện có con yêu quái xuất hiện trong làng không? Trời, anh chưa phát hiện ra được gì hết ngoài trừ giường đèn đỏ em ơi. Hey, không gì tào lao vậy. Trời ơi, dịch chạy xe giường đèn đỏ nha. Siro phát hiện kìa, phạt 500k. Anh đâu có giường đèn đỏ đâu. Hỏi gì anh? Ơi, có cái này lạ lắm ơi, tôi thấy ngọn lửa biết di chuyển ta. Gì? Ngọn lửa biết di chuyển hả? Tào lao, làm gì trên đời này có ngọn lửa nó biết di chuyển dễ dàng không mà đâu coi. Ủa? Nè. Trời ơi, không, em nghĩ là ngọn lửa biết di chuyển chắc là lỗi game á, chứ trên đời này làm gì có một cái ngọn lửa mà nó biết di chuyển được. Thôi, vậy chắc là cái này là không phải do yêu quái hay là kẻ xấu nào làm đâu. Cái này chắc chắn là do anh em mình làm rồi. Tập hợp vô. Ai về nhà, ai về chỗ của người nấy. Rồi tập hợp nè. Bây giờ nha, em sẽ thử gọi là suy nghĩ thử nha. Nếu như mà nói về người thích nấu ăn nhất ở trong nhóm tụi mình thì chắc chắn là anh Dịch rồi. Anh Dịch là người rất là thích nấu ăn, cho nên em nghĩ rằng anh Dịch chính là người nấu ăn mà quên tắt bếp ga cho nên nó cháy nhà, đúng không? Tao nấu ăn. Tính ra là hôm bữa là anh nấu ăn rồi, nhưng mà do là dạo gần đây á, em biết không, mùa dịch bệnh anh đâu có ra ngoài mua được đồ ăn đâu, anh ăn mì gói không mà. Mà mì gói thì anh chỉ cần đổ nước sôi vô thôi. Ủa vậy hả? Ồ. Ừ. À vậy chắc chắn là Sim rồi. Sim mì nấu trà sữa, Sim mì không tắt bếp ga cho nên nó cháy, đúng không? Đúng rồi. Ủa gì ông nội, tôi làm sữa, tôi nhập gọi là sữa về xong tôi khuấy thôi, chứ ai đi nấu sữa lên. Trời ơi, không phải tôi. Không phải Sim hả? Vậy vậy chắc chắn là Rô rồi, chắc chắn là Rô rồi. Trong nhà Rô có nuôi một cái con chó tên là Lu. Con chó này nó quậy lắm, chắc chắn là nó đi nó đốt pháo cho nên là gọi là bị cháy làng nè, đúng không? Trời ơi, vậy đâu. Con chó nhà tao là một con chó văn minh văn hóa, có học thức tốt nghiệp trường đại học ăn hàng nữa không? Nó là một con chó rất biết điều và rất lịch sự. Nó biết gà nhà nước của chúng ta cấm đốt pháo, nó làm gì đốt pháo mày? Ừ ha. Ồ, cái gì ghê vậy? Con chó nhà anh mà nó có bằng đại học luôn, ghê. Ôi, mày phải mày. Trời ơi trời, vậy rốt cuộc ai là người đã phá hoại ngôi làng của mình? Rốt cuộc ai là người đã đốt ngôi làng của mình? Mấy bạn ơi, mấy bạn thử đoán xem coi ai là người đã đốt. Thì bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Trời ơi trời, sao mà nó nguy hiểm quá vậy ta? Ủa cái gì vậy? Có báo động. Trời ơi, có báo động mấy bạn ơi, vậy là có yêu quái xuất hiện rồi. Trời ơi, bọn mình đang bàn chuyện mà tiên yêu quái xuất hiện. Tội ghê luôn á. Thôi anh em siêu nhân tứ trụ tập hợp, đi giết yêu quái nhanh lên. Hey, trời ơi là trời, đang đi kiếm cái thằng trẻ trâu mà phá hoại làng của mình thì bỗng nhiên yêu quái xuất hiện các bạn ơi. Tội ghê luôn á, đây coi con yêu quái nào mà láo vậy ta. Nhảy vô. Ôi. Đó, ok. Vô đây anh em. Con gì đỏ lè kìa Phong ơi. Ôi. Trời ơi. Mấy bạn ơi, hóa ra là một con yêu quái đỏ lè đỏ lét. Trời. Ủa mà khoan, vậy ta con yêu quái này là yêu quái hệ gì mà nhìn nó lạ vậy? Nó bay qua bay lại kìa. Trời ơi, nhìn qua là cũng biết rồi, con yêu quái này chắc chắn là một con yêu quái hệ bánh kem. Trời ơi, tào lao. Tào lao. Ai ơi. Gì mà yêu quái hệ bánh kem? Hả sao? Cái con tôi biết nó là hệ nùi dẻ. Nó như cái nùi dẻ sao? Nùi dẻ cái gì? Đó rằng đây là con bánh kem nè. Ở trên bánh kem người ta còn cắm mấy cái đèn cầy, xong người ta hát lên bài Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ông tào lao ông nội. Trời trời, em nhìn thấy nó thôi là em đã biết rồi. Nó chính là yêu quái KFC. Sao? Tại vì em nhìn nó giống miếng KFC quá. Trời nhìn ghê chết đi rồi. Con này á, hình như anh nhìn con quen, nó không phải KFC, không phải nùi dẻ, cũng không phải bánh kem đâu. Nó là gì? Nó là hình như là cái gì đó. Nó giống như lửa lửa hay sao, em thử cho em thử rồi coi. Lửa hả? Lửa hả? Thôi mệt quá. Tới hỏi. Anh em mình từ nãy giờ có đoán mò hoài, anh em mình hỏi nó luôn đi. Quái coi yêu quái kìa. Coi yêu quái xấu với hành tinh kìa. Ngươi là yêu quái gì đó? Ta xin tự giới thiệu, ta chính là quái vật lửa. À, vậy là em đoán đúng rồi.
đòi mỗi người nộp cho em 500k nha, lên nha, lên, em đoán đúng rồi. Mất dạy, con bây giờ không lo quýnh lộn đi lại còn đòi 500k. À quên nhầm. Trời ơi mấy bạn ơi, riết rồi mình chơi chung dịch, riết rồi mình tệ nạn quá, không được các bạn, đừng học theo dịch nha, đừng học theo dịch nha. Ok, không được. À, quay, cái con yêu quái kìa, ta nói cho ngươi biết nè. Tại sao mà ngươi lại xuất hiện trong làng? Ngươi có biết đây là trường học không? Ngươi xuất hiện trong đây rồi ngươi phá hoại trường học rồi, mấy em học sinh sao đi học được hả? Trời ơi, ta sợ quá. Mục đích của ta xuất hiện ở cái làng này thì là để phá làng. Mà phá làng, ở trong đây lại có trường học. Trời ơi, xịn quá luôn, tiện thể phá luôn cả trường luôn. Trời ơi, yêu quái này. Phá luôn trường học rồi ba. Nó đòi phá trường học luôn kìa các bạn ơi. Mấy bạn có biết không? Trường học là nhà. Cô giáo, thầy giáo chính là cha mẹ thứ hai của chúng ta. Quá vậy mà con yêu quái này nó dám phá trường học, mình phải tiêu diệt nó thôi các bạn ơi. Ê, đúng rồi. Ủa vậy anh? Thôi. Hả? Sao thấy bài heo kia quen mày? Đâu bài heo nào? Quen luôn á. Ôi, đây là xem coi. Trời ơi, trời mọi người ơi, đây là bài heo. Đây là bài heo ở nhà mình mà mình vẫn còn nhớ nha. Bởi vì trên cái đít của con heo mình đã khắc cho nó lên một hình trái tim ở sau đít con heo. Mình thấy ở đít heo có hình trái tim. Cái trời khắc đít heo luôn. Tao, người ta đánh dấu đi, tao biết là con bầy heo này là heo của người ta mà. Ơi cái con quái vật kia, sao mày dám bắt cóc mấy bé heo của tao? Cái bầy heo á mà ngươi để trước nhà á là ta giả danh á, ta giả dạng á, chứ bầy heo đấy có phải của ngươi đâu. Đây mới là bầy heo thật của ngươi. Và ngươi biết để làm gì không? Tất nhiên là bắt cóc tống tiền rồi. Trời ơi, ngươi dám bắt bầy heo của ta để tống tiền ta hả? Tao nói ngươi biết, ta nghèo nhất heo team cho nên không có tiền đâu, đừng hòng tống tiền ta. Nhưng mà thôi, không nói nhiều nữa. Bây giờ anh em xuyên tứ trụ bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi. Từ nãy đến giờ bọn ta đứng nói chuyện với ngươi nhiều, bọn ta cũng mỏi miệng nhức răng lắm rồi. Bây giờ thì anh em tứ trụ lôi vũ khí ra nào. Lôi vũ khí ra anh em. Trời vũ khí mình biết chưa? Bánh mì siêu cấp. Bánh mì cái đầu ông có. Lấy cái búa ra. Siêu cấp. Ok, rồi. Anh em xuyên tứ trụ chuẩn bị biến hình. Siêu nhân tứ trụ đã biến thành siêu nhân gọi là có bộ giáp siêu ngầu ấy bạn ơi, bạn thấy ngầu không? Nếu thấy ngầu nhớ để lại một like nha. Ok rồi, con yêu quái bây giờ bọn ta đã biến thành siêu nhân rồi nè. Bọn ta bây giờ đang có trên người một bộ giáp cực kỳ cứng cáp, ta sẽ không sợ ngọn lửa của ngươi đâu. Siro, Simi, tiến lên. Tiến lên. Ủa cái gì vậy? Trời ơi là trời, siêu nhân cái kiểu gì mà mới phun có cục lửa à, chạy rồi mấy ông. Trời ơi trời, kiểu gì mày vậy? Mày lên đi. Trời ơi, mọi người chơi này là mọi người sai chắc rồi. Mọi người phải tìm cách chiến lược chiến lao lên đánh nó. Có thằng nào đâm đầu bếp ga không? Quá trời ơi, ơi con yêu quái lửa kia. Mày chỉ biết phun lửa thôi hả? Mày có làm gì hơn được không? Trời ơi, nhưng mà một mình ta biết phun lửa là vấn đề là ta không chỉ có một ngọn lửa mà ta có rất là nhiều ngọn lửa. Ôi trời ơi, chạy giờ tới chạy ra ngoài, anh đứng trong đó làm gì vậy? Ôi nó chơi anh biết rồi, anh thành vịt quay luôn nào, cái đầu xanh nữa. Ôi trời, Simi hồi máu cho dịch nhanh lên Simi. Trời ơi, hồi máu nhanh, trời bút vô cái mông anh này, trời chạy mông vậy. Trời ơi trời ơi, mọi người ơi, con yêu quái này nó biết phun lửa mà nó phun nhiều lửa, bạn ơi làm sao mình tiến lại gần nó được đây? Giờ đây anh có cách nào không dịch? Trời ơi, anh có cách rồi, bây giờ mình chạy về nhà lấy mỗi đứa một cái bình vòi xịt toilet luôn, xịt đồ đó. Tào lao, cái lửa này là lửa của yêu quái anh chứ phải lửa bình thường đâu mà mình có thể mình lấy nước mình tạt được. Bây giờ anh không tạt được nước thì bây giờ mình dập lửa luôn. Bây giờ anh có cách hay hay là bây giờ nha, anh sẽ làm một kế hoạch, đó là anh sẽ biến thành người khổng lồ. Mà lấy lúc anh khổng lồ ấy, chân anh to lắm. Rồi anh lấy chân anh đạp vào lửa của nó là dập được rồi. Ủa, hợp lý. Quay cái con kia. Được. Cái con kia mày giỏi phun lửa thêm lần nữa coi, bọn tao không sợ mày đâu. Không ai mày thua đi. Nè. Đó rồi, hay đấy. Ui. Chà, sức mạnh của mình rồi. Nhìn dập vào, anh làm mỗi lỗ một lần nữa. Hay quá, dập lửa đi. Mày. Ui, dập không được. Ui, mày, ui, dập kỳ vậy? Ui. Ôi, dập vào. Ui, chạy của lão luôn. Ui. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi. Siêu nhân kiểu gì mà dập có ngọn lửa thôi mà cháy hết bộ quần áo luôn. Rồi xong, dịch từ đây không còn quần áo được. Cho anh cười chua rồi. Simi đâu? Simi che mắt lại, không được nhìn cảnh này.
Ơi, Dịch ơi, anh có thấy có con gái chỗ này không mà Dịch làm gì mà Dịch bị biến mất hết bộ đồ vậy? Bị mất hết gì vậy? Nó chạy hết quần áo rồi, bây giờ phải về nhà lấy lại bộ khác này, đậu thanh rồi không? Đi về lấy lại kiếm lại đồ mặt anh. Rút không ơi, mạnh không ơi, rút. Trời ơi, trời, cái gì chạy hết trơn vậy? Ủa Sim ơi, thôi Sim dậy đi Sim. Mình nghĩ rằng Sim đã bị sang chấn tâm lý rồi, dậy Sim. Tôi đi đây. Trời ơi là trời. Mấy bạn ơi, sao mà siêu nhân tới trụ càng lúc mình càng thấy càng tấu hài các bạn ơi. Trời ơi trời, Simmy với Siro thì lao lên quýnh không lại con quái vật. Còn ông Dịch, ông biến thành khổng lồ xong, ông dập lửa cái kiểu gì mà lửa cháy hết bộ quần áo của ông. Thế là ông gọi là không còn quần áo mặc luôn. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Hả? Chẳng lẽ ngọn lửa con này nó khỏe đến nỗi mà nó có thể phá hủy được luôn cả bộ giáp siêu cứng cáp của mình sao? Coi quái lửa kia. Bây giờ là chỉ còn có mình tái ngôi thôi. Bây giờ hai đứa mình solo đi, solo một một như hai thằng đàn ông nè, trời không? Ê, solo á? Bây giờ chỉ còn mình ta với ngươi, việc gì ta phải solo với ngươi? Trong khi mục đích của ta là gì? Phá làng, phá xóm nên là cái ngôi trường này thì tạm biệt nhá. Phá làng thôi. Ê, thì cái đống heo của ngươi ta cũng cho cháy hết luôn. Phá. Ê, ê, không được, không được, không được, dừng lại trời. Trời xong, trời ơi, dập lửa, trời ơi, coi chừng cháy hết trường học bây giờ. Trời ơi, chết rồi, coi yêu quái, đứng lại. Coi yêu quái, rồi nó chạy mất tiêu các bạn ơi. Rồi xong, ơi trường học, ôi khoan, mày heo của mình, no, mấy em heo ơi, mấy em heo, để anh cứu mấy em. Ôi còn một con, heo ơi, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Ôi, chạy, no, ôi có sao không, bình tĩnh heo, bình tĩnh, đứng im, anh thổi, cho tắt lửa nha. Tắt lửa, phu, tắt lửa. Rồi. Trời ơi. Heo cuối cùng cũng đi luôn rồi. Mấy bạn ơi, khô quá mà. Ôi còn trường học, quên, còn trường học nữa, mình chưa dập lửa. Ôi trời, có con yêu quái mất dạy đây. Trời ơi trời, nó không những đốt nhà mình, đốt nhà Dịch, đốt nhà Sim mà bây giờ còn đốt lên cái trường học luôn. Rồi xong cháy nát toét luôn, còn cách nào để cứu nữa đâu. Trời ơi trời. Ai, mấy bạn ơi, khổ quá. Con yêu quái này nó khỏe quá bạn ơi. Nó chỉ cần phun một ngọn lửa thôi là bộ giáp của anh em bọn mình biến mất luôn. Rồi nó phun một ngọn lửa thôi là nguyên cái trường này cháy luôn các bạn ơi. Chết rồi, giờ sao đây? Trong khi bây giờ anh em bọn mình thì quýnh không lại nó. Mấy bạn có biết cách nào để tiêu diệt được nó không? Mấy bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Chứ bây giờ mình không biết cách nào hết các bạn ơi. Thôi bây giờ mình nghĩ rằng mình phải kiếm mèo Simmy. Mình kêu mèo Simmy gọi là biến cho ngôi trường học này quay trở lại bình thường mới được. Cũng may là Simmy biết phép thuật các bạn. Thôi là ngôi trường này mà bị cháy cái là mấy em học sinh không còn trường học để đi học đâu. Ôi trời ơi là trời, khổ ghê luôn á. Ok, và mình nghĩ video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ đăng subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video siêng tứ trụ tập sau nha. Ok, còn bây giờ thì mình phải về là căn cứ đây. Nguy hiểm quá.